Đây, chào cả nhà buổi sáng nha. Quá mưa quá trời cả nhà ơi. Đây nè, cả nhà nè, kìa đó kìa. Bên kia còn vòi, giờ này là 3-4 vòi. Đây cả nhà ơi, hiện giờ là 4:30 sáng nha, từ mình đi tìm nấm. Giờ thấy được hai bà ổ rồi, để mình nhổ cho cả nhà, quay cho cả nhà xem nha. Để đi theo. Tao bên kia nha. Đây cả nhà, đây nở luôn anh Thưa. Dạ quá trời cả nhà ơi. Dạ đâu kêu đâu ồ hai gò luôn anh Tư. Thử đây trước cả nhà. Bóp nè. Ui. Trắng hết trơn luôn. Đi vô nhà. Mấy con chó này thiệt chứ. Đi vô hết chưa? Đi vô. Đi vô nhà đi Củ Cải. Mới 4:30 sáng cả nha. Đi săn nấm. Ôi nó bốc nè. Ui. Bự cái nhà ơi. Dở hết rồi. Đã cho cái nhà. Trắng cái chân. Quay cho cái nhà xem. Quay là mình nhỏ. Ui, mừng. Đây có. Đi vô đi. Đây cả nhà ơi.
tìm có nó. Sáng nay để tìm sớm đây. 4 giờ sáng. Dài lên bên kia luôn đó nè. Trắng nó trời luôn. Hai ngày liên tục là có nắm rồi nha. Theo nằm đây nè, đủ về không chịu về dạ. Ở bên đó nữa đúng không? Kề bên đó chùm luôn, 3 lít luôn. Mưa là lên nè. Nó có vậy, nó có vậy. Cứng lắm.
đất này cứng lắm. Một cái bỏ gốc vô dạ, bỏ gốc đi đứt ngang luôn hả? Cái chừng nào nó đang bứt gì đó mà sao sáng thứ bảy trắng đi vậy? Con củ cải này đi vậy, nhanh đi vô, nó đi theo cả nhà nó gãy lắm hết. Đang bứt lòi 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 trắng cả bên này, chỗ đây đẹp nè, anh có đang đó kìa, đây nè, wow. Nó bự rồi. Đây là cả nhà coi. Đây là chồng lên thành thang. Vừa một nắm này rồi. Đây cả nhà thấy chưa? Trắng hết rồi kìa. Đây cái đèn mình. Để nó gãy ngang ủ không thôi. Đây này đúng nhất luôn, thì kỹ nó sẽ để lại mày để cái nở đó phải không? Mới hồi nãy tao mận cầm mày là lập mưa bất tài không? Cho tao đưa mưa cũng tại là tụi mình không có hết tiền cho người ta nó đi cũng thôi mất rồi. Tao xuống thấy thằng Kiên gò cái kiểu tụi nó lên nhà kiếm thầy cho nó trời ơi. Tại đi tao đâu kẹo biết đi cây nó mới lú lại được. Đây là nhà nó mới lú hết rồi, nó trời luôn. Cái nó để cho nó bẻ lại chưa? Chậm lại. Để có nghe nó nói không? Đạp coi chừng đạp cũng. Tấn Dương nó bữa anh thấy mày quay cho nó cho coi. Nó thấy mày đây nó thấy thẹo. Ừ, kiếm 3.000 có đâu để nhiều. Vậy là ăn mình ăn trên tầng, em thấy là ăn từ đây vậy là vừa rồi nè. Chứ ở dưới nó cũng cứ ngắt à. Mình lật ngang là cái ổ mối nó còn ở dưới cả nhà. Mình không nại cái này là thấy lợi thế hơn. Cái ổ mối nó còn qua năm mà còn nữa. Hai ba thằng nó quần nó đó, kệ nó đi. Để đuổi nó không về giờ biết sao giờ. Đi xe đạp. Nhà một mảnh qua nó ấy mũ bắt mũ không dựng chén nó phải cũng dựng quên nó. Thì chén mới. Đúng rồi cả nhà, cái này mình ăn ở trên đây thì xuống thì vừa. Rồi, tới tới vừa rồi. Ăn ở dưới nó cứ ngắt à, nó dây ngắt à. Đổ ngang vô đi về. Mình giữ cái ổ mối lại là quăng năm nó còn nữa đó. Chứ mình nại nhiều khi. Nổ lên luôn á. Nổ luôn đi. Đi tới đâu dịch tới đó đi. Ông ngô trắng như đất luôn. Cái nhà coi kìa, phê chưa nè. Trắng hết rồi. Nó búp búp thì không nè. Mày xéo gọi nó luôn. Ba gọng tôi sụt thâu vô cái này nè. Mê luôn cái nhà. Nhỏ lớn nhỏ mới đã ha. Cứng dữ rồi ta. Cứng dữ. Cứng lắm. Nói rồi cho phải. Này nghe nó cái đấy lên. Đây là con trai hả? Trai. Nó búp không à. Ba lính nó chạy theo mình thôi. Ừ, mệt.
vườn quất nó lên một cái y vậy mà nó chưa có lên đâu, chưa có cỏ canh đó. Bao ngày nữa mưa mưa này là lên thì nó còn hai ba núm kìa, thấy không? Quýnh cái nào quýnh chứ cũng chạy ra. Ôi đúng là bự bự không được. Có lúc 9 giờ gì tôi có nhắn tin nha, hồi lúc nó còn đây không? Còn nhà không? Nó kêu nạp tiền. Nhiều rồi. Nó kêu nạp 20 rồi. Thôi lẻ đi. Cái vòng vòng vườn có nấm mối không hả em? Nha. Dạ. Nhiều hết anh trời. Dưới nó cũng mình ăn cũng không được. Dưới nó nè, à, thấy không? Dưới đây là nó khô dưới gốc này. Tạo xong á. Múc cái hộp bỏ tủ lạnh. Quá trời nha. Cái đúng nó dài thiệt, công nhận cái nó mối nó dài. Nó cứ ngắt à. Ủa đây nha, nó nở. Còn lên lên nó bốc bốc bây giờ đó không? Mai nữa. Sáng mai, chiều mai, chiều mai á. Lên nó có lên là cái móc rồi có đó, nó không có đâu. Có. Ừ. Ngắt hả? À? Khừ. Nè, cái nhà coi cái núm nè. Cái núm nè. Quá đã cái núm nè. Ôi nấm giờ không lên luôn. Thử mà thử cho nó cứng cái nào. Cái này phải có duyên cho nó mày ơi. Đúng rồi, không có duyên thì tìm không ra. Đi tìm. Đó thiệt luôn á. Tao bây giờ tao đi tìm cái kia là không có, đúng phải cái có loại này có thiệt cũng có duyên cho nó nữa. Có duyên lắm. Nè em Tư, không biết được ha. Rồi hai lính này anh huấn luyện là đi đâu đi theo đó rồi đó. Cái gì thôi giờ nó đuổi cái nào đuổi cũng không về hết cả nhà. Nha, ba thằng của anh Tư mình hai thằng. Của mình thằng nè. Đó. Đuổi nó không vô luôn không. Quýnh đuổi đuổi cũng vậy. Quá đã.
này không mấy núm. Núm mấy chục núm nấu tô mì cái xào lên nó. Ngay thôi. Đây đây đang bẻ cái này. Tay luôn. Đi. Bỏ con chó ngủ nhà mình nó chảnh. Nó chở xuống ngoài nội luôn mà nó ngủ ngon quá ta. Bà nội giống nội giờ này thức nó cũng chà rồi. Còn không ra hết rồi. Đi cả cái cành này bị xéo 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 lên lô tàu lụm luôn á. Ý. Con liền nó quay mốt đi bị nó máu rồi. Hết rồi, tài lỏng rồi. Bên đây lỏng cái gì nãy rồi thấy. Hết rồi. Đang hết đi hả? Còn đi ngay cái đường đi luôn. Nè, nó tới đó đứng ngay đó nó từ nó mới lên ngay chỗ này. Đây nè. Có mưa, có nắm. Đây nè. Để cho nhà theo hết luôn. Bự ồ ồ chị ra tôi quất cho một cây bây giờ gọi đèn nhà thấy đó thì ngay cái đường đi luôn nằm là cả nhà thấy không đúng đi rồi. Có điện chạy vô chứ nhà, nhà có là có nhiều lắm. Có dẫn bi thôi cho nó nhỏ. Thì nó ca. Rồi nó mới trọng lại nó có gì. Quá trời. Nó có bự. Không uống công đi từ 3 giờ đến giờ. Cái này vừa ăn không nhỏ mà không lớn này cái này còn ghê không đây là búp nè búp còn búp gì lắm gãy ngang ở trên này được đừng sâu quá sâu quá cái đụng có ổng mối nó bình dồn lắm á nước mặt nè thấy thấy để nghe một xíu nghe đó rồi nó kìa nó thua nó chưa đâu cày hết kìa ra đây thấy nè rồi đây thấy như cái đó được không không có mũ lúc cây lúc cây lụm ra mấy ký rồi đó ít đâu 2 ký hơn rồi 2 ký còn hết đây nè có không để tới chiều hái chưa hái không hái không thôi nó lúc cây này nè nhỏ nó à, lú rồi cái gọt mối nó lên sau cái chất liền có đập lên nó cũng lên sau xích bên kia không có cái gọt mối đó đây nè 4 phút nè đây nè trên gọt lên anh đi ôi cái nào nè ý ra này nở cái bút cái nào nở bỏ kìa quá trời luôn cùm luôn lấy hết luôn anh tươi
mặt của này không đẹp mà. Trước mặt quá tàn. Bỏ đi. Bỏ đi. Nhiều quá ăn gì hết. Lụm đây luôn cả nhà thôi. Nhìn nó lên rồi nha. Ui, đã ghê á. Nó trốn trốn trong này, nó lên trong này nè. Ừ, bự cho bá và thòn. Chân này chèo. Bữa ra chân ăn nổi. Cái chân ô này nó nở tàn hết trơn rồi nè, chịu qua đi có không mưa đi có gặp nè. Tàn hết rồi nè. Tàn hết tình tư. Và mưa tới 9-10 giờ còn mưa mà. Rồi đi vô cái nhà này. Vô mình quay hình quả cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, về tới nhà cả nhà một rổ luôn. Rổ này mấy ký ta? Để cân thử cho mấy ký nha. Chắc cỡ 2,5 kg á. Ký rưỡi 3 ký rồi. 2 ký chữ gỗ chắc còn 1,8 kg. Ký mấy đây đổ ra cái này xem này. Một bức phòng đã chưa đào xong cái xào mà múc bỏ ra đá nào ăn được ăn. Chưa tới gì chổng rồi, mày cạo xong rồi để mày chỉnh. Có cạo để ăn đi. Làm đấy. Quá trời đã nha. Bỏ lầm đấy giờ ăn chay đi. Đóng luôn. Cô 98 mà như đây nè. Về chưa? Quá đã cái nhà này. 5 giờ mấy rồi. Thôi clip mình dừng đây cả nhà ơi. Cái nhà thấy clip mình hay cho mình xin được ký kênh và được like cả nhà. Rồi mình có động lực mình đi săn nấm cho cả nhà xem nữa nha. Nay với ngày mai có lên nhiều á. Tại hổm rồi không có mưa nữa nè. Nay có mưa mình lên lại. Để trưa trưa sáng sáng lên mình đi kiếm nữa. Cảm ơn cả nhà đã xem video.